Chương trình này được bảo trợ bởi Trung tâm Nội thất Phố Sinh, One Touch Wellness, bột bánh xèo hương xưa. Ngọc Huyền, dòng nhỏ Kim Tiểu Long, Hương Thủy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một lần nữa Ngọc Huyền xin phép thay mặt Kim Tiểu Long, Hương Thủy và Ngọc Huyền xin gửi đến lời chúc sức khỏe đến với tất cả quý khán giả của Trung tâm Thúy Nga và chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại, các mạnh thường quân đã bảo trợ cho chương trình Music Box của Trung tâm Thúy Nga. Wow, hấp dẫn quá. Hôm nay là ba đứa mình gặp nhau rồi đó. Bây giờ là mình có cái gì, nói cái gì, tâm sự. Hôm nay gặp Long, gặp Hương Thủy là rất là vui. Ngay cả chị yêu của nó. Mấy hôm nay thật ra mà tập tuồng em rất là, em nôn lắm. Em nôn gặp mọi người, giờ nào cứ trông cho đến giờ để gặp hai người, để đi gặp hai người để tập vậy đó. Tại vì nói ra là quý vị biết không, là Hương Thủy với chị Ngọc Quyền với Kim Tiểu Long là đã 20 mấy năm rồi là mới được ngồi chung với nhau và làm việc chung lại với nhau, thật là phải hạnh phúc. Tính từ những cái chương trình mà Tân Cổ Giao Duyên từ năm 1995 thì đến bây giờ là 26 năm rồi đó, ba chị em chúng mình mới được hợp tác làm việc chung. Ví dụ chị là có hát với Long, rồi Long có hát với em của Trung tâm Thúy Nga, nhưng mà thật sự ba đứa mình để mà cùng nắm tay nhau để gửi một cái chương trình, để hát, để tâm tình kể cho quý vị nghe chuyện hồi xưa cho nên là chuyện mới bây giờ thì đây là lần đầu tiên đó quý vị. Ngọc Huyền hạnh phúc lắm. Thôi bây giờ nói chuyện vui đi, nói hồi tôi xúc động tôi khóc á, tôi hay là con nhỏ mít ướt ai cũng biết mà. Lòng kìa, có gì vui nói đi. Thì bây giờ chị Quyền cũng đã nói rồi, thôi bây giờ thôi mình hát một cái bài để gửi đến tất cả quý vị khán giả trước đi, rồi chuyện vui chuyện buồn hay tâm sự của tất cả mấy anh em chúng mình sẽ tâm sự sao. Bây giờ mình khởi động đi. Bây giờ mình khởi động. Khởi động đi. Thì khởi động cái gì thật là phải ý nghĩa. Thì thưa tất cả quý vị, khi mà ba cái đầu này nó chụm lại với nhau thì ôi thôi, nó đủ thứ tiết mục, đủ thứ bài hát để mà gửi đến cho tất cả quý vị. Gọi là hình như là lâu quá rồi mình cũng không có được hát nhiều như vậy đó. Cho nên là tiết mục này đó là do ba trái tim của ba người nghệ sĩ, mà của ba người con, để dâng lên hai đứng sanh thành của chúng ta. Mà không phải là đứng sanh thành của chúng tôi quý vị, mà đứng sanh thành của tất cả chúng ta. Với biên tập Hương Thủy, Kim Tử Long và Ngọc Huyền đã chọn ra một cái bài hát, và nhờ tác giả trẻ Nguyễn Tâm viết bài ca cổ được mang tên là Đạo Hiếu Sinh. Kính mời quý vị hãy cho phép lắng lòng nghe chúng tôi truyền tải cái tình yêu của mình dành cho đấng sinh thành qua bài hát này, và sau đó thì chương trình sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe hành trình về ba chúng tôi quý vị nhé. Thân
người gầy hao bởi hy sinh cho đàn con thơ. Con mong cầu cha già an vui, công dưỡng nuôi con nguyện ghi trời che chở cho con từ ngày con thơ bé. Ơn cha dưỡng nuôi chẳng xa gì dâu bể đời, nắng gió muôn phương cha gian khổ biết bao lần. Chăm sóc ân cần ngày thơ bé, con nào đâu cảm nhận từng lời dạy bảo nhẹ nhàng cha chứ cả tình cha. Gia đình nghèo con hai bữa đôi no, cha gồng gánh sao cho đủ đầy. Gia lưng gầy tưởng được đâu
sanh, đất trời chứng minh ơn mẹ sanh. Còn âu thơ ba cơm ngon mẹ
trên bước đường tương lai có trải đầy bát vàng danh vọng. Nhưng con nào thấy đâu bóng dáng của mẹ của cha, từ thân nay khuất nẻo chân trời. Lại tạ thăm ân con nói chẳng nên lời, câu yêu nghĩa một ngày chưa đền trả là cả đời mang tội với mẹ cha. Bóng chiều tà rơi rụng trên non, mây xanh ngắt quyển vào dành tan trăng. Hoàng hôn buông xuống đêm về sao im lặng, khói trầm dương tiếng khóc trong đêm dài. Một xúc cái bài động. Xúc động mà thương nhất là Long. Hả? Chị kèm lắm đó, nhưng mà chị biết Long là người xúc động nhất. Bởi vì thưa quý vị thì thôi cho Ngọc Huyền được làm chị. Làm chị thì làm lớn làm láo nói trước mấy em nó. Nhưng mà Ngọc Huyền dằn được cảm xúc quý vị. Nhưng mà riêng Kim Tiểu Long với Hương Thủy thì Ngọc Huyền biết đó là cả một cái quãng tuổi thơ, cả một cái tình yêu mà ba chúng tôi đã dành cho cái tác phẩm này. Khi mà Hương Thủy yêu cầu là với Trung tâm Thúy Nga để mà cho ba chúng tôi có thể lên đây gửi một cái tình cảm, một cái món quà nhỏ đến cho tất cả quý vị khán giả của chương trình, và đặc biệt là cho cha, cho mẹ của chúng ta, với những câu ca dao, với những lời vọng cổ, thì Thủy mới kể về cái cuộc đời lam lũ cực khổ của cha Hương Thủy như thế nào để mà lo cho Hương Thủy đến ngày hôm nay. Cũng như là trong gia đình đó, thì Thủy kể đó, nàng ta khóc rồi đó quý vị. Nói chung là mẹ thì đánh, cha thì ủng hộ cho em đi hát, phải không? Rồi cho tới Ngọc Huyền đó, thì được sự thương yêu che chở của ba mẹ, và đến bây giờ may mắn Thủy và Ngọc Huyền nhắc lại những cái kỷ niệm thôi, nhưng mà hạnh phúc bởi vì cha mẹ còn sống bên chúng ta để mà chúng ta trả hiếu. Còn cái câu vọng cổ cuối cùng đó là cái câu vọng cổ dành cho tâm sự của Kim Tiểu Long. Khi con thành đạt, con nên người, con thành danh, thì cha mẹ đã không còn nữa để mà chúng ta có thể trả hiếu. Một cái ngày được ở gần bên cha mẹ, ước mong, nhưng bây giờ đã xa vòng tay, xa tầm tay với rồi quý vị. Thật ra mà nói thì khi mà vô cái câu vọng cổ á, Long không có kìm được cái cảm xúc của Long đâu chị à. Nhưng mà Long nghĩ là Long ráng nén lại lắm, bởi vì sao cái hình ảnh của cha với mẹ nó hiện ở trong cái trước mắt của Long á. Nhưng mà Long nghĩ là chị thì rất là may mắn rồi, có cha có mẹ kế bên. Nhưng mà bây giờ cái bản thân Long á, là Long đi hát,
Long đi xa. Thường thường hồi xưa đó, Long hát ở đâu, lúc nào hát xong Long cũng gọi điện thoại về cho ba với mẹ hết. Nhưng mà bây giờ thì em có ngày đó không, không có. Nên miễn những cái bài hát nào về cha về mẹ thì đây là cái câu dòng cổ viết về cái tâm trạng của em. Nên là em mong rằng em hát cái câu dòng cổ này á là ba mẹ em nghe được và ba mẹ em vui. Em tặng cho ba mẹ em cái câu dòng cổ này. Thôi xin lỗi. Xin lỗi là tại Hương Thủy là người cũng yêu cầu hát về bài này. Tại vì thật sự là xin lỗi quý vị là cho Hương Thủy phá đi cái bầu không khí nó hơi trùng xuống. Mặc dù mình biết là mình cũng xúc động, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ tự kìm nén lại. Chúng ta là nghệ sĩ sẽ đem từ tiếng cười nè, nước mắt, mà nước mắt của Long ngày hôm nay là thật sự làm Hương Thủy cũng phải cảm thấy xấu hổ khi là ba mẹ còn bên cạnh Thủy á. Thì nhiều khi Thủy cũng hơi làm kiểu như làm lơ là được cha mẹ thương, tại có mình con gái à. Em là nhà em có bốn anh em, mà Thủy là có mình con gái, thì giờ ba mẹ ở chung với em thì nhiều khi mình thấy vậy mình làm cả làm lơ, có như là thôi sao cũng được, mà nhiều khi về nhà chào một cái rồi thôi à. Nhưng mà cũng cảm ơn Long khi mà bữa nay Long mới nó thật sự là nói. Chứ quý vị biết không, là khi mà chúng em viết bài này, tập bài này ra thì chị Quyền chỉ nói ồ là Long có cái tâm trạng như vậy, thì Hương Thủy cũng hơi vô tình một chút, mà thấy Long nói như vậy Thủy cảm ơn Long rất nhiều. Và chia sẻ nếu mà tất cả quý vị khán giả nào mà có chung tâm trạng thì cũng cho Hương Thủy cũng chia sẻ là cái nỗi mất mát đó. Và Hương Thủy hứa trong cái những cái ngày mà còn lại thì mình cũng sẽ tốt hơn với cha mẹ mình. Thật chứ... đó Thủy. Dạ. Tại Thủy không còn cơ hội đó. Chị nè, Thủy nè, với tất cả mọi người mong rằng là ai mà còn cha còn mẹ thì hãy thương cha mẹ mẹ mình nhiều hơn nữa đi. Rồi Thủy hứa. Một ngày nào đó Thủy hứa. Cha mẹ mình mất rồi mình không có cái dịp mà mình chăm sóc, mình nâng niu, mình hỏi thăm, hoặc là mình quan trọng nhất mình trong đi đâu về mình phải nói tiếng thương cha mẹ mình và yêu cha mẹ mình nhiều hơn nữa. Long muốn kiếm cái đó, ngày đó Long không bao giờ Long có nữa. Thì nói về tâm sự của hai em, Ngọc Huyền cũng xin chia sẻ với quý vị. Từ đầu chương trình Ngọc Huyền nói là Ngọc Huyền là cô bé mít ướt, nhưng mà bây giờ thì Ngọc Huyền phải nhường cái ngôi vị mít ướt đó lại cho hai đứa em của tôi, Kim Tiểu Long và Hương Thủy nha quý vị. Sắp tới đây quý vị đừng gọi Ngọc Huyền là cô bé mít ướt nữa nha, mà bây giờ là Hương Thủy và Kim Tiểu Long nha. Gọi em bằng cô bé mít ướt. Quên cậu bé mít ướt, cô bé mít ướt. Không mà thật sự xin lỗi Long, giờ cho Thủy cười. Tại vì hồi em gặp Long thì chưa bao giờ thấy Long khóc chị. Chưa bao giờ. Yeah, chưa luôn, cứ cười hoài luôn Long... mà hiền lành dễ thương mà. Even ý mà là lúc mà em đóng tuồng bên Việt Nam cũng hai đứa cũng không có cái tuồng nào mà khóc. Dễ thương không mà. Lần đầu tiên thấy Long khóc á, thấy thương quá. Nào tới giờ hồi nhỏ tới lớn là Long đi ra ngoài đời á. 15 tuổi là Long đi ra ngoài đời rồi, Long từng trải một mình Long rồi, sống cũng một mình mà ăn cũng một mình, làm như là ăn cơm bụi đời quen rồi. Ăn cơm tổ đó, đi tới đâu ăn tới đó, có cái gì thì ăn cái nấy. Nhưng mà có một cái điều mà hôm nay khóc là nén dữ lắm rồi đó. Mà khóc chịu không quá nổi. Trời. Mà lại quý vị biết không, là không biết quý vị có biết không mà đi ăn cơm tổ, cơm mà gì nói cơm chùa hả, bây giờ là Long đã ăn chay thiệt luôn rồi đó quý vị. Thì ăn chay chùa đó. Ngọc Huyền cũng ráng dành những cái giây phút sống thật là đẹp cho cha mẹ mình. Đó là một cái thông điệp mà muốn gửi đến tất cả quý vị trong cái chương trình nhỏ của chúng tôi ngày hôm nay. Thủy nhớ nha, hai đứa mình là cùng quê với nhau ha. Hôm bữa mà đầu tiên, ngày đầu tiên đến nhà Thủy tập tuồng á, bước vô thấy ba của Thủy á, y chang như ba Long vậy đó, là Long cảm thấy là Long chào liền, dạ thưa ba, dạ thưa bác, là coi như là, cho nên là hai đứa mình là cùng quê, cho nên là đi đâu về bây giờ Thủy nhớ những lời Long dặn là Thủy phải gọi điện thoại cho ba nè. Dạ. Phải gọi điện thoại hỏi thăm nhỉ, phải nói tiếng dạ, quan trọng là nói tiếng thương và tiếng yêu. Không mà sao nữa. Khó quá. Đừng có mắc cỡ, bởi vì đừng bao giờ mắc cỡ. Em nói không được. Em đừng có cần nhắc. Giờ chỉ khai thiệt luôn nè. Nàng này đó,
là tới rằm mùng 1 ăn chay, tháng 7 ăn chay trọn tháng giống chị để mà cầu thọ cho cha mẹ. Thì khỏi có cần phải nhắc cái đó là bổn phận của hai đứa chị rồi. Thôi bây giờ sợ tiếc mình... thôi hiểu không? Một giây một phút. Đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái chương trình. Thì chị Ngọc Huyền nghĩ rằng là ba chúng ta ngồi đây đến nghĩ đến một người cha của chúng ta trong nghề, và ông được mệnh danh là ông vua của bài Tân Cổ Giao Duyên, và là một tác giả rất nổi tiếng của nhiều vở tuồng trên sân khấu cải lương, gọi là những vở hát kinh điển. Trong đó đó có một cái vở mà chúng tôi xin được phép gửi đến cho quý vị ngày hôm nay để kết hợp cái sự gắn bó của ba chị em chúng tôi trong chương trình này. Đó là trích đoạn Hàn Mặc Tử. Thì bây giờ quý vị đoán thử xem, phá bầu không khí tí nha. Quý vị đoán thử xem ba người này đó thì cái anh chàng này đẹp trai thì chắc chắn là phải là Hàn Mặc Tử rồi. Còn cái cô gái này nè, rất là đẹp gái, và nếu mà đứng xứng đôi đó, xứng đào, xứng kép trong sân khấu, phải nói là Hương Thủy và Kim Tiểu Long đó quý vị. Ngày xưa đó mà chị nhớ lúc mà chọn Tân Cổ Giao Duyên là Hương Thủy phải hát với Kim Tiểu Long, ra quay là đẹp luôn quý vị, từ sắc vóc cho tới dáng vẻ rồi tới giọng hát. Thì nhất định là Hương Thủy sẽ đóng vai Mộng Cầm, người đẹp mà quý vị. Còn Ngọc Huyền thì quê mùa mà, cho Ngọc Huyền nhận cái vai Mai Đình. Ủa mà sao đó hai mình vậy mà không yêu nhau hết ta? Chị cũng hơi thắc mắc nha. Bây giờ bắt tôi hỏi. Kỳ không biết yêu là gì. Chị biết không? Thôi, nhưng mà không được, phải dừng ngay đây thôi. Hát thôi. Với lại có thắc mắc á, thì lỡ cái anh Trọng á, ảnh sẽ khỏi chứ tại sao Ngọc Huyền khui cái vụ này ra, tại music box tôi không có, tôi không chịu nhận trách nhiệm đâu nghe. Rồi giờ chuẩn bị chưa, mình hát nha. Và mời quý vị xem một trích đoạn cải lương của tác giả Viễn Châu do Hương Thủy, Kim Tiểu Long và Ngọc Huyền trình bày sau đây ạ. Hàn Mặc Tử, mình tạm chia tay, tuần tới em sẽ trở lại thăm anh. Mộng Cầm, anh không hiểu gì về bệnh trạng của anh. Sao tất cả mọi người phải giấu anh? Không lẽ quanh mình ta đang có sự rình rập của tử thần? Hàn Mặc Tử, sợ tiếng từ ly thì hãy về đi, cho anh gói tròn thân phận. Vì trọn cuộc đời anh đã mang nhiều cay đắng nên cũng chẳng muốn trở tình ai cho nặng cánh phiêu bồng. Làm thơ ca tùng nhắc nhở tình mình qua mấy mùa trăng, trăng không còn là trăng của
tình duyên mà treo dơi dơi trên liễu rổ phèn. Tâm lạnh vào hồn từng giọt sương đêm, ướt lạnh ở vai của người bạn chung tình. Hàng Mặc Tử ơi, đâu rồi những kỷ niệm đầu tiên? Hãy cho em nghe lại một giận thơ sầu muôn. Mộng cầm Hàng Mặc Tử, sao anh không về với con về? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, dường ai mưa quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo dòng nước buồn thiêu qua bắp lai, thuyền ai đậu bên sông trắng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Hàng Mặc Tử cấm được tình yêu qua dần thơ còn căng đầy nhựa sông. Em còn đây anh còn đó, và dần trăng tình yêu còn vẫn mãi tươi. Mà sao anh bỏ trốn để em một mình ngơ ngác giữa trần gian, réo gọi tên anh cho đôi bờ mắt lệ trăng dâng còn soi mà em lại ngỡ trăng tàn. Mộng cầm, xin cô hãy yên lòng ra về. Nay mai thôi, cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Tôi sẽ về, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hàng Mặc Tử, em về đây. Ngày mai em sẽ trở lại đón anh xuất viện. Mộng cầm, Mai Đình, bác sĩ Tùng nói gì với em về bệnh trạng của anh vậy? Bác sĩ nhờ em chăm sóc cho anh. Không cần đâu em, ở đây có y tá, có nữ điều dưỡng rồi. Những người đó không thể chăm sóc cho anh được nữa. Tại sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình. Vì Mai Đình đòi làm bổn phận, có phải không? Không, em không đòi hỏi. Nhưng bởi không ai muốn ở gần anh nữa, em mới tình nguyện làm một kẻ hy sinh. Trời ơi, tới giờ phút này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người, người ta buộc tôi phải cô độc. Anh Trí,
vẫn còn có Mai Đình mà. Mai Đình, mọi người kêu tên tôi là Hàng Mặc Tử, sao Mai Đình gọi mãi tên tục của tôi hoài vậy? Vì em đã quen với cái tên chung nhau cắt súng của anh rồi. Hay nói đúng hơn, đó là tên khởi đầu tình yêu của em dành cho anh. Ngày nay có cái tên Hàng Mặc Tử là cũng nhờ ngày xưa, ngày mà tôi làm thơ không tiền mua giấy mực, em chẻ ống lấy tiền mua giấy viết tặng tôi. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời ngây thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới đó bây giờ. Tại sao người ta đưa giấy xét nghiệm đi cho Mai Đình? Tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi là tôi mắc bệnh phong cồi? Anh kia, tại sao? Anh Trí ơi, từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em cần kề chăm sóc thương anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại Quy Nhơn mà làm thơ ca tụng ánh trăng vàng. Trăng của quê hương vẫn ngăn tình chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên ta chỉ còn có một Mai Đình, người mà tôi bỏ quên quãng đời con gái. Những chuỗi ngày còn lại, anh cho em là hạnh phúc lắm rồi. Đó là người bạn ơn sâu nghĩa nặng ai.
Mai Đình. Em gọi tên anh là Hàng Mặc Tử. Hàng Mặc Tử. Phải. Ôi ba tiên ấy, như trần bao kính quang dừa. Thôi qua biển cát, chỉ đêm khô khan vào lòng sa mạc, làm tiêu tan sụp đổ những thành quách quy nghi. Trầm mặc giữa điều tờ. Sự nghiệp thì vẫn nằm trong số kiếp gia tràng. Rồi đây biết ai còn nhớ đến tên Hàng Mặc Tử khi anh về sống lại giữa quê hương. Gần nửa đời người phiêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên tên mình trong tri nhớ. Cái tên mà đối với quê hương không còn xa lạ và đã in sâu lòng già. Em hờn trách anh đâu có phải không? Phải mà. Suốt thời gian qua anh đã đối xử tệ bạc với em suốt quãng đời con gái. Em đừng giận anh nữa nghe Mai Đình. Mai Đình. Anh Tri ơi, từ Quy Nhơn vào đây em chỉ mang của anh để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đem hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bao vật. Chắc chẳng còn ai đến đây dành vật, không lẽ đời em cạnh anh đi. Anh Tri ơi, bảy tám năm nay em mới tìm được một niềm vui nhỏ nhỏ. Mai Đình, Mai Đình ơi, em đừng nói thêm lời nào nữa cả. Đầy đủ lắm rồi ý nghĩa của cuộc tương ngộ quá đau thương. Phải, Hàng Mặc Tử chỉ là bút danh mà người đời có thể bỏ quên khi nguồn thơ đã cạn. Không, không đâu anh Tri. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng những dần trăng sáng, khi anh đã là vệ nhân với kiếp sống tật nguyền. Không có mất em mà một, cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên mà anh đã bỏ quên, em đem vào hồn trinh cất giờ. Giờ ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Anh Tri thôi, đưa
đưa anh về Quy Nhơn đi em. Nhưng mình còn đi về Quy Nhơn anh nhé. Cho em đi được không? Ui rồi. Hay quá đi à. Ghét vậy sợ. Hai người hát mà trời em thèm. Mà hay thôi là hay. Mà băng nhạc trời nãy giờ em ngồi em nghe mà em chưa có bao giờ đó. Mà phải em nói là mình sung phải sướng như vậy yeah. Quá là sung sướng. Anh Trí với chị cho em đi ké về Quy Nhơn được không? Thôi sẵn đây đó thì về tắm biển. Xin phép tất cả quý vị cho Ngọc Huyền được hân hạnh giới thiệu băng nhạc. Quý vị thấy nãy giờ đó, với một one man band tuyệt vời, đó là cây organ Hoàng Nghĩa mà anh chị em chúng tôi đó thì dê đều nhạc. Gọi là dạ Nghĩa sữa đó. Còn cái đó là băng nhạc tân nhạc, dạ, còn là dàn nhạc cổ nữa. Mình có rất là nhiều cổ cây đó thì thưa quý vị, chúng tôi có nhạc sĩ Hoàng Phúc guitar phím lõm, có nhạc sĩ Hoàng Nam đàn kìm, nhạc sĩ Huy Thanh đàn tranh, và đặc biệt một người phụ nữ không thể thiếu trong ban nhạc mà quý vị khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga thì là thường trực được gặp nàng ta trong chương trình Thúy Nga, đó là nhạc sĩ Bích Thuận đàn bầu, thưa quý vị. Phải nói là một cái chương trình đó mà hát từ âm thanh rồi cho tới ánh sáng rồi cho tới đờn, cái dàn đờn hát Kim Tiểu Long mà có hát như vậy hoài mà ngồi tới khuya hát hay là cứ ngày nào cũng được hát như vậy thì Kim Long cũng ước được hát như vậy hoài á, nói thiệt luôn, làm như cái máu cái lửa làm như nó chịu không nổi nữa rồi hả Thủy? Dạ, hả thấy ngồi nãy đây giờ mà sướng sao đây. Dạ. Em thoải mái nè, âm thanh hay nè, ban nhạc hay nè, ánh sáng đẹp nè, rồi các kỹ thuật đều quay giỏi hết, cho nên là tụi mình hát không có thấy mệt mỏi gì mà muốn hát hoài hát mãi. Cái kiểu này không, cái kiểu này chắc năn nỉ làm cuốn hai cuốn ba cuốn tư. Hay thiệt. Phải nói là quý vị biết không, là Hương Thủy rất là ước ao khi mà được có một cái chương trình về cải lương của mình để giữ một cái bản sắc của Việt Nam của mình. Thì ngày hôm nay á thì em rất là cũng như là hạnh phúc khi mà được Trung tâm Thúy Nga Music Spot mà cho chị với em với Long làm, thì cũng không biết nói gì hơn là hy vọng là khán giả khắp nơi, nhất là khán giả yêu mến về chương trình Music Box á, thì ủng hộ thật nhiều. Nếu mà quý vị ủng hộ và xem thật nhiều á thì tụi em mới có cơ hội. Đây là như là đây là một cái chương trình đầu tiên mà về coi như cải lương rồi về những cái đâu có gì đâu. Nếu mà hay quá bây giờ quý vị mà muốn coi xem nguyên tuồng á thì nói với chị là viết nguyên tuồng, đặt nguyên tuồng cho ba đứa mình đóng đi. Không, cái đó thì dễ rồi. Long biết không, cái đó thì dễ rồi. Ví dụ viết nguyên tuồng đóng ở ngoài, nhưng mà về cái thời gian mà khó khăn như vậy đó, trong cái hình như là những cái mùa dịch vừa qua cũng chưa có hết nữa, rồi khó khăn như vậy nè, tiền tài không có, tại vì mỗi lần mà chờ trung tâm mà làm gì rất là tốn kém, không phải là than quý vị đâu, nhưng mà thật sự vậy. Nhưng mà vì là coi như là yêu nghề mà thấy mọi người, tất cả mọi người là quay nhiều chương trình phải thức rất là khuya, mà thức rất là sớm để có. Cho nên là em này là em năn nỉ tất cả quý vị nào thương mến nha, thì phải coi thật nhiều và ủng hộ thật nhiều đó, thì bảo đảm là em sẽ xin được là tụi mình sẽ làm nhiều cái hay ho nữa. Phải nói là ngồi đây đó mà chị nhớ cái chuyện đời xưa. Hồi xưa với lúc mà mấy chị em mình mới chập chững bước vào nghề, ôi cực khổ lắm quý vị. Quý vị cứ thấy một Hương Thủy, Kim Tiểu Long, Ngọc Huyền hào nhoáng trên sân khấu vậy đó, coi vậy chứ nàng này đã từng đóng cái gì, đóng phim nhận có 10.000 hả, 10-15.000. Còn Ngọc Huyền đó quý vị, mới bước vào nghề á phải đóng vai múa mà đóng con chim nữa, trong cái tấm cám, rồi từ từ mới lò mò lên cái vai Tính Vân, rồi mới lò mò đến đóng vai cô Tấm, chứ không có phải là được khơi khơi mà nhảy lên đầu chánh chị cái chánh có đâu. Như vậy á thì chị em mình ở đây, mình bây giờ mình mới có được cái nghề, tổ nghiệp thương mình cho mình cái nghề, với lại mình có một cái bề dày khi mà mình làm việc đó. Thì cũng giống như em hồi xưa mà đi với đoàn tỉnh làm hậu đại
rồi làm quân sĩ, rồi dựng cảnh. Hậu đài tôi mới nghe đó nha, tôi dạ, nhớ cái vụ quân sĩ. Dạ, hậu đài nữa. Tỳ nữ, em quân sĩ. Dạ, em quân sĩ. Còn đây là quân chúng. Không, à, tỳ nữ thì từ hồi trong trường thì thật sự cũng nói quý vị nghe là không có đóng tỳ nữ thiệt. Nhưng có đi đóng phim á, là đóng quần chúng á, dưới lại cầm chị cờ. Chị tỳ nữ, chị tỳ nữ, còn em quần chúng cầm cờ. Quần chúng cầm cờ chạy ngang sân khấu, cái rẹt, cái là lãnh 15 ngàn. Mà cúp cua, mỗi lần vậy là phải nghỉ một trận lại cúp cua. Nè Long nè, trong cái tuồng đoàn ở dưới tỉnh kêu nữ tướng đấy, cái quân sĩ cầm cái giáo đi trước, cái chổng cái giáo xuống, cái ảnh cái tự nhiên cái mới bước ra sân khấu cái nghe răng cười khán giả, cái điểm đó bị cúp luôn. Có nghĩa là ủa tại sao mày ra sân khấu mày cười không vậy đó, chứ bây giờ mắc cỡ mà phải cười chứ giờ sao nhờ. Ủa mà chị, giống như là em thấy mỗi lần mà em đi với những nghệ sĩ cải lương á thì có những cái mà giống như là bị bất chợt trên sân khấu mà cười mà hài lắm, chị có cái gì chị nhớ không? Nhớ kể cho quý vị nghe không? Chứ em thấy là có nhiều cái nó tự nhiên đó, vừa hát cái tự nhiên nó bị một cái sự cố gì gì đó. Sự cố nhiều quá ha. Nhiều, ơi, nhiều. Mình không có biết nghĩ cái sự Long cố nè, nào em nha. Kể sự cố em cho sự nghe. Sự cố Long nè. Em hát đoàn tiếng hát Dương Linh. Em đang hát cái tự nhiên em đang ngồi, em đóng vai bác sĩ, cái tự nhiên em đang ngồi, cái tự nhiên khán giả dưới nó cầm cái chà tre đó, nó quơ một cái sạc ngăn sân khấu, em tưởng cứ nghĩ là mình đi tỉnh rồi. Ai chọi cái gì lên giống như chọi lựu đạn cái gì, tưởng đâu nổ rồi, phóng nổ rồi, tự nhiên co giò lên vậy rồi, rồi ông Dương Linh ông cứ ngồi hai người cười với nhau hoài vậy đó. Cái bắt đầu vừa mở màn ra là nhớ cái vụ mà nó xè là có cái là sợ bị giống như quăng cái viên pháo nổ, phải không? Long thì ưa giật mình cho nên là cứ hả mở màn ra cái hai anh em đứng cười, mà mở màn hai anh em đứng cười, yeah. Mà như mấy cặp như vậy không hát được đó. Rồi hát lộn lời nè, mà cũng hát luôn lộn lời nè. Thì nhiều lắm em ơi. Chị nhớ có một cái kỳ đó đó, chị đi hát ở đoàn tỉnh, chị cái câu chuyện này đó thì không phải là cái chuyện lộn lời, nhưng mà đi xuống mà tăng cường ở tỉnh á, chị với anh Vũ Linh á, thì lúc đó lần đầu tiên á chị hát Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Yeah. Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thì cái người nhắc tuồng đó thì không có nhắc cái câu của chị mà đem nhắc cái câu của anh Linh. Yeah. Mà chị đâu có biết đâu. Cái đấy là chị nhào vô vui, vui cái gì giờ vui thích thai à, vui thai thích thai chỉ tan bồng nấu sứ sôi kinh cái gì đó nữa chị quên rồi ta cùng. Đâu, chí ta cùng xong rồi cái anh Linh nói ủa câu của tôi mà. Thiệt vậy hả chị? Là, không, cái tuồng đó đó thì đúng là cái tuồng của chị Tài Linh với anh Vũ Linh. Nhưng mà xuống tăng cường đoàn tỉnh á, lúc đó đó là cô Lệ Thủy đó là bà hoàng hậu, anh Linh là ông vua, còn chị mệnh danh công chúa, còn chị Tài Linh thì không có chịu đi hát, gọi là hát cương đó em. Yeah. Là đâu có thuộc tuồng, là nhắc thôi mà người ta cứ đòi cái tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Mà giờ chị với anh Linh làm sao giờ, anh Linh nói thôi nhỏ cứ hát đi, hát anh backup cho anh, lo cho anh nhắc tuồng. Thì cái cô nhắc tuồng đó, để không thì nhắc làm sao đó, cái câu của anh Linh á thì lại không nhắc, đem nhắc quyên cái đây là chị cái vui thay thích thay chi tàng bồng, chị hát một lèo cái xanh lên đây câu của tôi mà. Trời ơi, trời dễ thương tối đó là chị đâu mắc cỡ chứ, mắc cỡ vậy này cái không có cái anh Linh nói chứ thôi được rồi, mai mốt làm ơn học cái tuồng này đi, cái tuồng này của tôi với bà Linh nổi tiếng lắm, không lo học rồi mai mốt sao đi hát với người ta. Như vậy rất là vui, chị cứ nhớ hoài cái vui thai thích thai gì đó. Mà Thủy hồi xưa mà lần đầu tiên mà Thủy đi đóng video á là đóng cái tuồng Bánh Đợi chung với em á. Dạ. Mà lúc đó da nhỏ xíu mà dễ thương. Giờ đợi, hồi đó là đâu Bến Đợi là đầu chánh kép chánh rồi mà. Không, không lúc đó chưa. Là hai đứa đóng dây con không à. Đóng dây con. Em một đóng dây con không à. Dây con, chị nhớ chị. Chị lộn, vậy là không có dạ, khi mà tụi em mà được Trung tâm Thúy Nga mà làm, và tụi em làm để phát hành, được Trung tâm Thúy Nga phát hành thì em được nhảy lên dây. Dạ, dây lớn. Cho nên đó cũng là, thưa với quý vị là từng ngày chúng em được nuôi dưỡng rồi kinh nghiệm từ đàn anh đàn chị, nhiều khi những đồng nghiệp nữa cho mình, càng ngày mình càng tiến bộ hơn. Thì thôi bây giờ mình bắt đầu mình làm gì cho nó vui trở đi. Lại cái gieo duyên đi. Gieo duyên ha. Chị nhớ là lúc trước đó là chị gieo duyên, thật tình là lúc đó thôi chưa biết là Hương Thủy có gia đình.
nói sao cái cặp này nó đẹp đôi quá, chị bắt hai cái cặp này vô hát tân cổ giao duyên. Nhưng mà rồi sau cùng là cũng rã đám vậy, không có duyên. Là tại vì không có duyên, gieo duyên rồi cuối cùng là không có duyên. Hỏi Long, ủa sao lúc đó Long không nhìn nói đi đâu, tôi thấy đi quay hình đâu của bà cũng có cái cục rờ mọt đi theo mà tôi đâu có dám. Thì ra là vậy. Quay rồi muốn ôm cũng đâu dám ôm đâu. Ôm mỗi lần đụng vô cái chàng tay gục mặt xuống như vậy, ai mà dám. Thôi thì bây giờ mình hát cái gì đi ha. Gì? Thôi bây giờ tôi buồn tình nữa. Bây giờ làm sao mà tôi buồn tình nữa, bao nhiêu chục năm nay bây giờ tôi buồn quá, bây giờ tôi phải trách chứ đúng không? Tôi phải hờn, tôi phải trách chứ. Chứ bây giờ buồn quá. Buồn tình riết mà ăn chay luôn á phải không? Tu luôn. Ăn chay trường lên núi rồi. Ủa mà sao ăn chay mà trách hờn vậy? Có lý hả ta? Sao ăn chay mà trách hờn vậy? Tự chàng ta khai luôn vậy đó. Thôi thì thôi bây giờ có trách gì thì hát cứ trách thử coi trách cỡ nào. Rồi để nghe em trách rồi nha. Ha, là biết tâm trạng của em như thế nào, tâm tình của em đối với Hương Thủy như thế nào nha. Rồi. Chị ở đây làm chứng. Sông lững lờ trôi, con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương? Chẳng ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới. Ta yêu thương người bây giờ gian dần đời ta. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới. Lỡ yêu thương người bây giờ gian giờ đời ta. Bầu mình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi. Bao trắng chờ, xin người chớ quên câu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ. Hơi ấm con tim để tháng năm tôi lạnh cảm. Nếu xưa đôi mình chưa lần, đừng quen chúng lối. Nếu xưa không hẹn, bây giờ đâu làm khổ nhau. Nếu xưa đôi mình chưa lần, đừng quê chung lối. Nếu xưa không hẹn, bây giờ đâu làm khổ. Làm sao cho tôi vui đi. Nghe tôi nói nè. Tôi giận á. Nghe tôi nói là muốn hiểu sao hiểu nha. Mát lòng mát dạ. Chị nghe coi nè, giờ chị hiểu sao chị hiểu nha chị. Chị làm chứng nữa. Làm chứng. Nói cái gì nói tôi nghe coi nào. Thủy chèo bên sông mà
nỗi lòng nhớ mong. Câu hát xưa ai đâu, ai nhớ thương ngàn năm. Người đi giấc mơ tan rồi, tình tôi như khói sương chiều hôm. Mà nay bến sông đâu còn, người năm xưa đã quên thề xưa. Cái đó tôi làm chứng nữa. Chưa mà, trời ơi, người ta còn hát một lần nữa mà anh nghĩ anh quên rồi. Lưu lại. Tôi làm chứng lần nữa. Anh Nghĩa, vô lại đi. Anh phải vô lại anh Nghĩa. Hương Thủy còn bài. Rồi, Thủy hát tiếp phần 2 nè. Nãy có chút xíu thôi phải không? Giờ nói tiếp phần nè. Phần 2 đi, tôi mới hiểu được cái tâm tình của Thủy chứ. Đắng tai nghe cho kỹ. Dạ chị yêu. Tôi làm chứng nữa. Dạ. Trên bến sông em về, nghe tiếng chim kêu chiều, hoàng hôn buồn mênh mông. Còn ai mà ngóng trông, chim sáo bay qua sông, thôi cách xa ngàn năm. Chị không làm chứng nữa. Bây giờ tới chị. Dạ đó. Tự chứng minh luôn. Dạ. Một đứa thất tình, một đứa bị phụ tình. Đối với tôi, người nghệ sĩ có lúc phụ người, có lúc bị người phụ. Nhưng hãy luôn yêu đời, yêu người, đừng trách ai hết nha. Cuộc đời quá chị ơi, cảm ơn chị. Cảm ơn hai em của chị.
vui làm đẹp cho đời. Tài sản đầu tiên là sức khỏe. Kỹ thuật mới tân tiến gì sẽ gìn giữ sức khỏe của bạn? Xin giới thiệu One Touch Wellness App. Từ điện thoại di động hay đồng hồ bên cạnh bạn để biết được tình trạng sức khỏe của bạn trong mọi thời khắc. Mọi liên lạc: website americanbeamclinic.com hoặc điện thoại 1714-465-9599 MB Laser để biết thêm chi tiết. Wow. Hay quá. Dạt dào quá. Phải nói là chị phải nên giới thiệu bài hát này. Và đặc biệt là bài cuối cùng là chị Ngọc Quyền đã viết lời. Cho nên là em xí nói trước. Tại vì quá hay cái bài này ha Long ha. Rồi chị giới thiệu bài của ba đứa mình hồi nãy hát đi. Thưa quý vị, thì lúc mà ngồi bàn làm việc với nhau đó, thì Long nói em có một cái bài tủ mà em muốn hát dữ lắm. Đó là bài Trách ai vô tình. Còn Thủy thì Thủy nói: ủa Long Long, sao tự nhiên trách ai vô tình vậy Long? Tự nhiên trách phụ nữ tụi tôi à? Phụ nữ tụi tôi cũng bị phụ tình vậy chứ đâu phải là tụi tôi phụ tình người ta đâu. Đúng rồi. Tôi bị người phụ tình, bị tình phụ, phải không? Chứ đâu phải là tôi phụ tình người ta. Thế là Thủy mới nói để em hát bài Dòng sông buồn của chú Phố Thu. Mà yeah. Thủy rất thích bài đó. Gọi là bị tình phụ, bị người phụ tình, nhưng không bao giờ đem cái lòng hờn trách hoặc là giận hờn, thấy không? Mà yeah. chấp nhận ôm cái nỗi buồn của mình để trả gửi về cái dòng sông, yeah. thấy không? Còn Ngọc Huyền nghe các em mình xong rồi, Ngọc Huyền nói nghệ sĩ mình mà ai cũng là bị tình phụ, rồi bản thân mình cũng có phụ tình nữa. Nhưng mà bây giờ cứ trách qua trách lại thì cái cuộc sống này nó mất vui đi. Thì không, cuộc vậy đời thì... mà chị yêu, bởi vậy mới có sóng, có gió, có bà đào á, thì mình cuối cùng... mình hát á, nó mới hay được. Thì đúng rồi, không? Nhưng mà bây giờ tới cái tuổi của chị rồi, phải không, cũng đã hơn nửa đời người, thì chị nghĩ rằng đó là mình trao cái thông điệp với mọi người: hãy yêu nhau đi, hãy tha thứ, hãy lắng nghe, chia sẻ để mà chúng ta cùng nắm tay nhau đi tiếp những cái quãng đời còn lại, luôn nhận những hạnh phúc, luôn nhận những nụ cười. Phải vui hơn không? Cứ trách bài sao tôi mệt. Thì tại vì đó là bài hát thôi, chứ thật ra mà nói bây giờ thì em cũng không dám trách hờn gì ai. Không, bởi nhưng vậy, mà chị xác nhận Kim Tiểu Long là người chung tình. Chị cứ nhớ vào năm lúc đó Hà Tiên khoảng 4 tuổi. Hà Tiên sinh năm 2002, thì 2007 lúc đó Kim Tiểu Long là đáng lẽ định cư ở Mỹ rồi. Nhưng mà vì tình yêu, Kim Tiểu Long nói chuyện với chị: chị ơi em về, bởi vì em phải vì người yêu của em, em phải vì cái trái tim em dành cho người yêu. Thì chị xác nhận cái điểm đó, ngay điểm đó thì chị mới nói với Long như vậy nè: em, cái người nghệ sĩ của chúng ta đó, khi mà chúng ta sống đó thì chúng ta sống bằng hết cả trái tim của chúng ta. Hãy để cái con tim của chúng ta quyết định cái việc làm, thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ hối hận. Và chính vì vậy Kim Tiểu Long đã bỏ luôn cả cái show của chị đi về Việt Nam. Và đến bây giờ thì chị thấy rõ ràng, không phải là chị nói để mà tại có mặt Long mà chị nịnh, nhưng mà có lẽ vì em quyết định bằng cái trong trái tim của em, vì tình yêu của em, cho nên là chị thấy Long bây giờ an lạc lắm. Sắp đi tu rồi chị ơi. Cũng như chị vậy đó nghe. Cũng như chị vậy đó nghe. Bị gọi là người ta là cú đờ phút đó. Mà chị thấy là Thủy với chị Quyền thấy là mình phải nói là mình đưa ra một mỗi người một cái ý kiến, nhưng mà cái ý kiến của mình mà khi mình gom lại với nhau mình rất là hợp ý, thấy không? Làm như là khi mà ba đứa mình làm việc với nhau làm như là ân trên phù hộ vậy đó. Thấy không? Người tu gặp nhau phù hộ, thấy không? Ông tổ cũng phù hộ mình nữa, cho nên cái gì nó cũng được. Không, chị còn ăn suôn sẻ hết. Tháng 10 ngày thôi à, chỉ có tháng 7 mới chai trường thôi. Không sao mà. Không, nhưng mà làm gì thì mình cũng may mắn là lúc nào cũng được học những cái điều hay. Con người mà không ai mà không có xấu, hay là như mình không có phải là mình tốt hết, nhưng mà mình hơn cái là tất cả nghệ sĩ chúng ta đi làm thì toàn gặp những người là góp ý chân thành để mình càng ngày mình càng tiến bộ hơn. Giống như là mình chọn lọc, mình thu thập những cái điều tốt, giống như đi hát chùa, hát nhà thờ riết, cái tự nhiên cái tâm của mình bắt đầu cũng cảm thấy là
vui hơn và biết coi như là làm những cái điều tốt nhiều hơn, không có suy nghĩ cái gì đó buồn buồn hay là gì ha. Trên cuộc nhưng đời này nè, trên cuộc đời này nè, theo như bản thân của Long á, thì chị nghe nè, Thủy nghe nè, mình có dấp, mình có ngã, mình có đứng lên thì mình làm nghệ sĩ, mình hát nó mới hay. Bản thân của Long như vậy đó, chứ hồi xưa Long hát nó thiệt, lúc là Long 26 tuổi á, Long bị đạo diễn Phượng Hoàng la hoài ha. Hỏi, trời ơi sao mày yêu gì kỳ vậy, cái mặt mày chấm chơi chấm quất. Là tại vì lúc đó là chưa có biết yêu. Hiểu không? Ôm cô Đào, thí dụ ôm chị Quyền, ôm mà hát cái mặt trơ trơ trơ, không có yêu vậy. Bị la thấy một thì... Hồi đại cũng trơ nha, hồi đại tôi nhớ hát hàng mặt tử nhìn mái không không? Đâu có, là bởi vì cái góc mái này em cứ nghĩ là Mai Đình đang đứng ở đó. Hiểu chị không? Thì... đang tưởng ôm hai thằng bạn trai với nhau, hai người bạn gái gì gì đó, kiểu như nó không có một cái gì. Hồi xưa Long diễn với em cũng vậy, mắc cười lắm, nhìn cái mặt mình nó trời ơi cái gì vậy trời, không có dòm với mắt, tự nhiên thọt 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 cái tay vậy. Đâu em thấy mình mắc không yêu. À, có yêu. Cái năm 14 tuổi đó, chị nói vậy cho nghe, chị hát dây Tình Sử A Nàng, chị đóng vai A Nàng. Thì lúc mà ông Quang Lang nó kêu A Nàng đẩy Cảm Khắc á xuống vực thẳm đó, rồi chàng chết rồi. Mà chị nói chết rồi, đâu có biết yêu làm sao đâu mà la chết làm sao. Thì mấy thấy mấy cô, các cô, các chú diễn trước mình học hỏi, mình diễn xuất thôi. Cái lúc đó mới nghĩ ha, là nghĩ một cái người thân thương của mình chết như thế nào. Thì chị nghĩ tới là mình sẽ mất một cái người thương yêu mà mình tôn thờ nhất là bà ngoại chị. Lúc đó còn ngủ chung với bà ngoại mà. Mà nói mô Phật nghĩ như vậy đó. Thì đáng lẽ kêu bà ngoại, thì kêu Cam Khắc đó, vậy đó. Thì tự nhiên nước mắt nó mới trực trào đó. Trời như gọi là lúc còn nhỏ mình chưa có biết yêu đó, thì mình sẽ đọc sách đọc truyện đó, mình sẽ cảm nhận cái tình yêu thiêng liêng nhất trong cái khoảnh khắc đó đó, thì để mà mình mới có thể xuất phát được cái tình cảm mà mình hát cho vậy, bởi vì rồi bây giờ biết yêu chưa chị? Chị giờ yêu rồi. chị Ôi. Không phải, chị nói chắc cũng đúng một phần, là tại sao mỗi lần em vô trung tâm Thúy Nga chắc em hát yêu sao, cứ hát về cha về ngoại bà nội bà cố rồi về quê hương hay là cái giống như là về chùa hay là về đảo gì không à, mà mỗi lần hát về tình yêu hình như nó không có trào dân hay sao mà thiệt. Chị đi lên chị coi em không có cái bài mà tình yêu mà nức nở hay là dằn xé hay gì mà em đóng cái tuồng cải lương mà thiệt là đau khổ, nó cũng không có tới. Cho nên là chị nói đúng là mình phải có cái gì đó, phải có cái dằn xé. Tới chuẩn bị mình yêu nữa, tới tình yêu là cái gì nữa nè chị ha. Bây giờ chị nghĩ là một cái tiết mục mà rất nhiều người yêu cầu. Râm ran khi mà chị đăng hình ở trên Facebook đó, rồi chị boss của chúng ta Marito Ngọc Thủy đó, chị đăng hình mà ba đứa chúng ta ở trên Facebook là chị đã thấy người ta vào comment yêu cầu rồi. Ta chưa biết là mình làm cái gì, nhưng mà người ta yêu cầu Hồ Quảng đi, cải lương Hồ Quảng đi. Mà cái người mà xúi tôi đó, thì quý vị biết Ngọc Huyền đó thì xuất thân từ đoạn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long. Thì đối với Ngọc Huyền đó thì Hồ Quảng nó chảy vào mạch máu, vào tim ốc rồi. Nhưng mà hai cái người ngồi kế bên tôi thì chưa bao giờ hát Hồ Quảng cả. Nhưng mà hai người này xúi đó quý vị, chỉ người ta yêu cầu Hồ Quảng. Bà boss của mình bà mê Hồ Quảng lắm chị ơi. Và cứ như thế thì cứ thế là tôi cứ bị trong đầu tôi Hồ Quảng, Hồ Quảng, Hồ Quảng. Cho nên là nhất định trong cái tiết mục ngày hôm nay phải gửi đến quý vị một tiết mục Hồ Quảng. Nhưng mà bài bản đó thì cũng không có phải quá cái sức. Kể như là chàng này đó thì yêu cầu cái gì ly hận, nàng này đó thì xin đừng hái hoa, rồi cái gì lựa những cái bài mà nó tương đối là Hồ Quảng, gọi là public nhất. Chứ bây giờ nếu mà lựa những bài lạ quá chị thì ok, nhưng mà hai đứa em thì coi như là Quảng luôn đó. Yeah. Thì em mới nói mỗi lần tập Thủy nói là Hồ Quảng thành Quảng Hồn cho em. Coi như là phải quá trời cái là phải về nghe, mà coi như cái bài á quý vị biết là trong đầu Thủy nằm ngủ ám ảnh phải không, coi như là chưa bao giờ luôn, nó cứ trong đầu á. Nhưng mà phải cảm ơn sư tỷ đã cũng như là đây là coi như một cái bước đầu mà Long với Thủy tập Hậu Quản để ngày hôm nay cùng với chị, và cảm ơn chị đã như chỉ cho hai đứa em được thêm một bước mới nữa. Mời quý vị ha, bây giờ mình mời quý vị cùng thưởng thức cái tiết mục đặc biệt này, công sức rất lớn của bà chị. Không phải nói công sức rất lớn, là của chị boss
Marito Ngọc Thủy, bởi vì nàng ta rất là yêu cải lương Hồ Quảng quý vị ạ. Cho nên là nói chung là yêu cầu ba cái đầu này chụm lại để làm cái tiết mục Hồ Quảng ngày hôm nay. Thì Ngọc Huyền bận rất nhiều việc nên cũng nhờ em Nguyễn Tâm cùng viết với Ngọc Huyền theo yêu cầu của ba chúng tôi có cái tiết mục là Thanh Xà Bạch Xà, trích đoạn ngắn với những dòng điệu Hồ Quảng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe sau đây ạ. Khoan chị, chờ em chút xíu. Ai cho em dùng hai cây quạt đi, cảm ơn nhiều. Mình phải có quạt rồi. Quạt múa cho nó có duyên. Chị ủa quên. Nè, em màu xanh. Thanh phải xanh. Trời. Bạch phải trắng nha. Nào, rồi, nhạc vô được rồi đó. Xin mời nhạc vô nha. Dạng bên thôn Hàng Châu ghé qua, nét sương mai còn dương gót chân mềm, đâu đây một cánh hoa vẫn còn e ấp bên đường. Nhìn qua nữ tươi muôn sắc tu đẹp, nơi đây là thế gian ai được mai ghé sang. Cảnh đẹp tuyệt vời, muôn hoa đua nở khiến lòng người lạc bước. Nè, Thanh muội, đó, em thấy không? Nên tỷ mới bảo muội cố gắng công tu luyện, để ngày sau mãi trọn vẹn kiếp người, để gót hài được dạo ngắm cảnh nhân gian, không uổng phí ngàn năm tu học. Phải rồi, muội sẽ cố gắng tu luyện để được như ý như lời tỷ nói. Giỏi đó nghe Thanh muội nè. Ngàn năm tu bối do cơ trời sắp bay, nhờ nương theo ứng linh diệu kỳ nai thần, hoàng trao thân cúc xưa mang xà nên người. Đường tu quá duyên để yêu phàm nhân. Lời em phân vân đâu nghĩ bàng mơ màng, đường trung chuyên số duyên tư hồng không đồng, sâu tương tư nỗi đau trong lòng riêng mình. Ngàn năm trót mà kiếp yêu nghiệp thần, ngài vì duyên lắm môi, đường trần sẽ kết nối đôi bóng uyên ương trao tình yêu. Hoa bì che dấu cốt trăm cách không chi lành, thân xác yêu tình thân phận ta. Đừng lo toan tính suy những điều nguy nan, cầu cao sanh chứng tri cho kia, trong xa vắng ai trong lòng ngập tràn tình yêu kiếp duyên thuở xưa gặp nhau. Tỷ nói là chàng trai bên kia cầu phải không? Phải rồi đó. Thanh muội ơi, muội còn nhớ chuyện ta đã kể muội nghe, ta gặp được người ân đã cứu giúp ta khi ta vẫn còn là con tiểu bạch tinh xà. À, muội nhớ rồi, muội nhớ lời tỷ nói rồi.
bác vào thôn đám trẻ cực đùa. Sẽ duyên tình phải rồi, phải rồi. Thanh Muội ơi, tỷ đã bấm ứng tiền hành, chàng quả đúng là người năm xưa đã ra tay tương trợ. Ý, chàng ấy đến rồi kìa, quả là hữu duyên đó nha. Dạ, xin chào nhị vị tiểu thơ. Tiết Thanh Minh cùng hòa chung chạy hội, tại hạ được mạn phép kết giao. Mạo muội xin được biết tánh danh, và chẳng hay nhị vị tiểu thơ từ đâu đến. Dạ, xin thưa công tử, nơi này sắc xuân có sen giữa đơn, quê nhà đâu xa bên kia đồi, qua cặp sông là trong ngôi nhà. Lời thốt ra giường biết lâu rồi, lòng bồi hồi sao xuyến trao dân. Nguyện ước mong cùng ai kết tình duyên trao tình. Nơi này Hàng Châu chốn quê nhà, hứa tiền là tuổi thư sinh nơi này. Hứa Tiên. Dạ, tôi tên là Hứa Tiên, quê ở Hàng Châu. Chào Hứa công tử. Lòng bồi hồi lời chưa dám thốt ra cho ai thương. Dạ, xin chào bạch tiểu thơ. Dạ. Nàng nói chi mà ta chưa tường, mình đã quen rồi sao? Cầu kết giao tình ban đầu, xin cho biết quý danh người đi theo cùng. Hỏi tên tôi đó hả? Dạ phải, xin cho biết quý danh nè. À, tên tôi là Bạch Tiểu Thanh, ở cùng chị tôi là Răng Trăng, muội là Răng Xanh. Hả? Cái gì? À, không có, tôi nói chị tôi đẹp như là hoa cỏ trời xanh gì đó. À, phải rồi, trời trong xanh, hoa cỏ cũng trong xanh đó mà. Lòng mùi không dối gian, đi với bạch tỷ nương đến đây, người nên mà phân rõ ra hai người. Người nơi đây cùng đón sắc xuân đẹp tươi, và gặp gỡ nhau trên cùng một đường. Nghe ngoài trời xanh từng liêu lo gọi đàn. Vậy mà đàn ấy làm nghề gì? Mưu sinh, cha mẹ còn hay mất, gia cảnh thế nào? Dạ, xin tường khúc nói chẳng chi lừa dối. Thân là nam nhân trước kia theo thầy, lên núi non tìm hái cây rừng.
nay làm thầy thuốc để cứu an cho bao người hằng hà. Tâm chàng cao quý lòng nghe mang thương vô cùng, xin ái tường trí trước sau gia đình. Người à, có vợ con gì chưa vậy? Người chị Thanh Muội hỏi gì mà thẳng thừng hà. Nhà trước sau còn lo trăm bề, chuyện cưới xin thì chưa chờ đón ai mừng cao trầu, nhưng chưa có ai đẹp mối duyên đầu. Vậy thì hay quá rồi, chàng chưa có vợ kìa Bạch Tỷ ơi. Thanh Muội, em làm ta thẹn rồi kìa. Lòng quả thật Hứa Tiên cũng cảm thấy quý yêu, tuy mới gặp lần đầu dường như đã quen từ muôn kiếp trước. Dạ, thiện duyên chỉ mong sớm dây, ý trời khiến ai đến đây. Ta tính rồi bấm đốt ngón tay, Hàng Châu gặp nhau ở nơi chừng cầu. Giờ xem qua vừa đúng kết duyên tròn duyên. Duyên tình hai người chờ trong trong chờ chứ duyên Hứa Tiên Bạch Xà. Ý Bạch Tỷ nè nè, nếu đó chưa vợ đây chưa chồng á, thì muội nghĩ hai người nên kết duyên thành là một. Nếu đó chẳng chê, đây chẳng màng danh lợi, ẩn vật chốn thốn nghèo, xin cho tôi nguyện được cùng ai nên câu phu phụ. Nên câu phu phụ? Phải. Hứa Tiên, lời cha sự hỷ sự. Hứa huynh và tỷ hãy trao lời hẹn ước cùng nhau. Muội thấy mình dư thừa rồi đó nha. Thôi thì sang bên kia để xem trảy hội tiết thanh minh, nhường khung cảnh hữu tình cho đôi quyên ương sánh bước. Coi kìa, Thanh Muội, Thanh Muội, bỏ tỷ ở lại đi, có một mình kỳ ghê vậy đó. Bạch Tố Trinh à, mà không, Bạch Nương Tử, còn có ta đây nữa mà, tức là hai mình mà.
Hứa tiên, bạch lời tử, chàng thốt có phải thật tâm thật dạ? Phần hồng nhan sợ bến đục chẳng trông. Ta hứa tiên thề nguyện một lòng, tròn chung thủy với bạch nương hiền phụ. Ý, chưa hỏi cưới mà đã gọi, gọi người ta là hiền phụ rồi kìa. Bạch nương ơi, ta đã mơ một giấc mơ cùng một nàng tiên nữ, giang yêu kiều tha thước tơ hoàng mai, cởi hạt vàng trong sắc mây bay, hạ trần gian du ngoạn với khách anh. Trong tim lòng tiếng yêu thơm nồng để mê nơi trần thế. Nơi cầu Đoạn Kiều mưa dần rơi nặng hạt, ta xin mang chiếc ô này gửi tặng, làm vật định tình minh chứng cho nhau. Dạ, xin đa tạ. Bạch tỷ ơi, bạch tỷ ơi, chuyện gì đó tiểu thanh? Muội mới dạo quanh một góc thôn thôi thì trời đã chuyển mưa nặng hạt. Mình mau về thôi, kẻo trễ tỷ nương ơi. Giọt mưa xuân lòng người dời gót, xin hẹn ngày sớm gặp lại Hứa Lan. Giờ chia ly ta chẳng muốn rời xa, hẹn một tuần trăng đưa mai mối đến cầu duyên, đón bạch nương tử Hứa tiên phụng loan hòa hợp. Hứa Lan, ôi trời mưa ngâu về mau tránh mưa, mưa rơi nặng hạt luồn chân bước hai người. Cùng với ai những lời ta muốn theo về, giờ xa cách xa xin hứa quay lại. Trên tay cầm chiếc ô này mong hứa tiên
dành cho Hứa Tiên. Giữ lấy chiếc ô này làm câu nói chung tình. Đây xin nguyện với huynh tình mình sẽ mãi êm đềm. Này huynh ơi huynh ơi, chưa có e ngại. Trăm năm trọn tiếng yêu cơ trời sẽ thấm duyên. Suốt đời ghi các câu phù phù trừ nhiên. Duyên tương kiên trọn tình có hay. Giờ chia tay gió mây, hẹn ngày trùng quan tới lại. Giờ chia tay gió mây, hẹn ngày trùng quan tới lại. Giờ chia tay gió mây, hẹn ngày trùng quan tới. Tạm biệt, tạm biệt. Tự vỗ tay cho mình đi. Dạ. Lo cầm cái quạt mà hát. Cái quân tới. Dạ. Cho nên là rất là cảm ơn. Bây giờ là bây giờ sao chị? Cuộc vui nào cũng phải tàn. Thì chắc chị là tiền bối, tỷ tỷ. Chị nói gì trước với khán giả của mình đi. Vậy cho phép Bạch tỷ nói trước nghe. Tỷ nói đi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi suốt hơn một tiếng với ba tiếng hát Kim Tiểu Long, Hương Thủy và Ngọc Huyền. Thì trước khi mà chúng tôi tiếp tục nói những cái lời tâm tình để mà chào tạm biệt quý vị, thì xin phép cho Ngọc Huyền được thay mặt hai đứa em của Ngọc Huyền và Trung tâm Thúy Nga cảm ơn các cơ sở thương mại, các nhà bảo trợ Mạnh Thường Quân đã luôn ủng hộ bảo trợ cho chương trình Music Box của chúng tôi. Và bây giờ thì Ngọc Huyền xin được nói với tiếng lòng của mình là hạnh phúc lắm khi mà được quý vị theo dõi chương trình này, cũng như là được quý vị thương yêu. Hãy tiếp tục share để cho chương trình của chúng tôi nhiều lượt view hơn ha quý vị. Còn Ngọc Huyền thì cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, cảm ơn chị Boss Marito Ngọc Thủy, anh Thi cũng như toàn ekip của Trung tâm Thúy Nga đã cho chúng tôi một buổi live rất là hạnh phúc. Từ âm thanh, ánh sáng, thiết kế tới make up. Thật sự là nếu một người nghệ sĩ mà được có một cái chương trình hát như vậy đó quý vị, cả là một cái sự hạnh phúc đối với người nghệ sĩ và những người làm nghề như chúng tôi. Thì không biết chia sẻ bằng những cái mỹ từ nào đẹp nhất để mà cảm ơn, trân trọng đến với Trung tâm Thúy Nga cũng như là quý vị khán giả đã ưu ái chương trình này. Thì chỉ biết là chân thành cảm ơn và mong là quý vị hãy thương yêu để cho chúng tôi là có thể tiếp tục những chương trình đêm tiếng hát lời ca của mình từ trái tim mà dâng cho đời, dâng cho người quý vị ha. Rồi xin mời Kim Tiểu Long và Hương Thủy tiếp chị đi cũng, chứ chị không biết nói gì nữa rồi đó. Chị cũng đã chúc rất là nhiều rồi, cũng như là cho Long thay lời, cũng như là chị Quyền đã chúc thì Long cũng chúc y như vậy đi. Nhưng mà Long nghĩ là trong một cái chương trình này á, thì nó rất là ý nghĩa mà rất là phải nói với Long như thế nào để Long tả đây. Nhưng mà Long nghĩ là có những cái chương trình như thế này là nghệ sĩ của chúng em á, để giao lưu, để hát cho tất cả quý vị khán giả mà xem, thì đó là một cái niềm rất là hạnh phúc. Bởi vì tại sao hát những cái chương trình như thế này nè, tụi em mới được làm nghề nhiều hơn nữa, mà hát càng ngày càng hay hơn nữa. Bởi vì tại sao khó nhưng mà tụi em vẫn cố gắng làm để làm sao để cho đạt được cái kết quả mong muốn mà quý vị xem mà thấy hay. Đó là một cái điều mà em, sự cố gắng của tất cả anh chị em nghệ sĩ. Có thể đây là một cái chương trình rất là giúp cho nghệ sĩ của chúng em được tăng thêm cái nghề nghiệp của mình và hát càng ngày càng hay hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý vị trên khán giả trên năm châu bốn bể. Hay quá, hay quá. Cảm ơn Long. Hay. Dạ, thì nãy giờ chị Ngọc Quyền cũng như là Kim Tiểu Long đã nói những lời hay ý đẹp để gửi đến tất cả quý vị rồi. Thì bây giờ là ba chúng em sẽ nhắn gửi đến quý vị khán giả nha. Giờ chia tay gió mây, hẹn ngày trùng quan tới lại. Giờ chia tay gió mây, hẹn ngày trùng quan tới.
Được bảo trợ bởi bột bánh xèo Hương Xưa, trung tâm nội thất Phố Sinh, One Touch Wellness. Đậu, đang làm gì đó đậu? Xay gạo đổ bánh xèo chứ làm gì? Trời ơi, sao mà khờ quá vậy? Bây giờ đã có bột bánh xèo Hương Xưa rồi. Hương Xưa như ý, thơm thơm giòn giòn tiếng ngon, cho ta bánh xèo nhanh chóng dễ sinh an toàn. Bột Hương Xưa bổ dưỡng vô cùng, bà con ơi hãy mua, dễ làm nhanh lắm. Đã có bột bánh xèo Hương Xưa. Mikko, bột trộn sẵn bánh xèo Hương Xưa, chất lượng công nghệ Nhật Bản. Đậu ơi, đã có bột bánh xèo Hương Xưa rồi nè. We'll be right back.